Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cũng ban hành chỉ thị chấn chỉnh tăng cường công tác quản lý nhà nước và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành, các tổ chức đoàn thể, Ủy ban Nhân dân cấp huyện, các cơ quan truyền thông, các đơn vị, các doanh nghiệp tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện luật bảo vệ môi trường năm 2020, các chỉ thị, nghị quyết, chiến lược, quy hoạch, quy định pháp luật của nhà nước về bảo vệ môi trường theo lĩnh vực, ngành, địa bàn quản lý, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng đối tượng. Đẩy mạnh xây dựng cảnh quan môi trường đô thị và nông thôn, tiếp tục nâng cao công tác quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, lồng ghép các vấn đề môi trường, bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường trong lập quy hoạch xây dựng đô thị theo định hướng xây dựng đô thị văn minh, hiện đại và bền vững, kiểm soát phát triển đô thị theo quy hoạch, kiểm soát không gian kiến trúc, cảnh quan đô thị đáp ứng yêu cầu mỹ quan, thân thiện với môi trường, triển khai áp dụng các giải pháp bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả năng lượng trong công trình xây dựng. Tỷ lệ cây xanh ở khu vực đô thị và nông thôn, công trình dự án, theo dõi chất lượng môi trường nông thôn, tăng cường các hoạt động xử lý cải tạo phục hồi môi trường, lựa chọn các mô hình bảo vệ môi trường tiên tiến để triển khai nhân rộng tạo thành phong trào tại địa phương, nghiên cứu phát triển nhân rộng các mô hình tự quản về bảo vệ môi trường, tổ chức rà soát đánh giá thống kê các cơ sở sản xuất nằm xen kẽ trong khu vực dân cư không phù hợp quy hoạch, không đảm bảo khoảng cách an toàn để di dời vào khu cụm công nghiệp.